Em nói chuyện được không? Sao em? Em yêu âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là như thế nào? Anh cần em nói để anh nghe cái chất giọng của em nha, rồi anh mới biết được anh đào tạo, anh mới đưa em vô những cái dòng nhạc nào nó hợp lý với em. Ừ. Nói đi cưng, em đối với em âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là đam mê. Khoan. Mày đợi xíu. Hai này, nãy mình mới nói gì ta? Âm nhạc đối với em là đam mê. Em mới nói luôn hả? Âm nhạc nằm ở trong tim nè. Em nghe âm nhạc từ nhỏ luôn á. Âm nhạc đó em nằm trong tim nè, trong tim. Em ơi, nó nằm trong tim em nhưng mà bây giờ cái nước miếng nằm trong con mắt anh rồi. Nghe, em nói chuyện nó em gói cái khẩu hình lại nó. Nó hơi dằn qua luôn anh. Sáng mày ăn bún mắm hả mày? Sao nó tôm cộm giống như cái cọng hẹ hả mày? Không có. Cái gì vậy? Ăn gỏi cuốn. Cái cha gì đâu phải. Trời ơi má ơi. Đậu phộng. Em nói em nghe nè. Anh nhạc nói em nè. Thông tin em nè. Biết rồi. Ok. Hiểu rồi. Ngồi xuống đi em. Ngồi xuống đi. Thôi xíu bình tĩnh. Em ơi. Vậy nè. Mình thí dụ ha. Trong cuộc đời mình không phải ai cũng có những cái ngã rẽ cuộc đời, em hiểu không? Đâu phải là mình mê cái nghề nào là mình làm được cái nghề đó đâu, em hiểu không? Bây giờ nói thí dụ thôi nha. Anh chỉ nói thí dụ thôi. Em mê âm nhạc nằm ở trong tim nè. Biết rồi má ơi. Em có tên. Biết rồi. Âm nhạc nằm trong tim mày, tao không có cái nhu cầu coi nội tạng mày đâu.